Đây, gà nha, gà cải thìa nha, gà cải thìa với cà bắp này gia đình. Đó thì anh em mình chuẩn bị cái dọn lên cái mời đại gia đình ăn tối cùng với mấy anh em mình tại vườn Hòa Phú nha không. Đó. Hai gà hãy mời không, hai gà hãy mời không. Đó, cái đó vừa đó, cái đó vừa đó. Hả? Tối nay lên thì đó giao lưu với kênh Taekwondo Bình Dương Nguyễn Hữu Tài nha đại gia đình. Đây là cái nhà của anh này, còn khu nhà nhỏ kế bên. Cánh cho nhóc mình nha. Này là mấy bé đang học võ. Đây. Thơm lắm, thơm mà nó ăn được người bệnh ung thư luôn á tiền. Đây gia đình của Hữu Tài đang ăn cơm tối nha đại gia đình. Rồi chút xíu tới mình giao lưu gà hấp cải thìa. Rồi về qua bên kia. Về lại đó đó kìa. Chạy đây. Chạy đi. Con đạp đi, con đạp nó chạy nè. Đạp ấy, đạp cái chạy hả? Con đạp tới, đừng trả, đạp tới ba này, đừng trả lại, con đạp tới ba nè. Đạp đó, 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 đúng rồi, đúng rồi. Con đạp luôn qua đó, con đạp luôn qua. Con đừng che nữa, con đạp tới, đạp tới, đạp đi. Được rồi đó, đạp đi, đạp đi. Đó, được rồi đó. Dứt đi, dứt, dứt đại đi. Bữa sáu là giả nói chiều đó giả ra hành quỷ giả nộp gì sợ giao không rảnh.
bữa sáu à. Thì đó, thì đó nói anh vậy á, thì đó vậy chui vô vậy mà làm được. Khởi nó đi, nó muốn nằm đâu nằm mà. Em với ông này kết nghĩa thân nhau lớp đại học hành chánh ở tỉnh đó, đại học chánh ở trường chính trị 5 năm để mua cũng về đi theo anh em luôn. Mới thấy cái gì thì bạn hữu đường xa phải không, đại hội Võ Lâm hả? Đại hội Võ Lâm trời ơi, cả nước luôn hả? Cả nước của mình đài truyền hình đó thôi. Đài truyền hình gì? Đài hình đó á, lên quay luôn hả? Hồi bữa quay live stream luôn mà. Đài hình đó mà. Ủa cái bạn hữu đường xa này nó trực thuộc đài hình phố hả? Đài hình phố. À. Trên VOV VOH á. Vậy hả? Ừ, có tính đâu này tự lập chứ. Đâu có, dữ lắm á đài, dữ lắm. Với anh hình chứ. VOV VOH. Cái kênh 99.9 là của thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, nè ôm nhiều vô, ôm nhiều vô. Đau mẹ. Hùng nhỏ tay Hùng kêu bác khách cái nữa rồi. Cảm ơn con nha. Trời ơi. Cái gì chứ? Mừng quá. À, ngồi xuống con. Nhìn anh. Đến nhà bãi ơi. Nè, quán cà phê con Minh Thư nè, chỗ này nè. Chỗ này hả? Chỗ này khác. Nè, nè, chỗ này Bình Dương. À, để chỗ này. Mình về, đó, bây giờ mình tới cái dòng xây... nếu mà mình anh em mình gọi là dòng xe thành phố mới như này là đó, dòng xe thành phố mới đây rồi mát quá đi, ai mày gõ không rồi hết dòng xe là mình tới cầu Tân Hội nha. Mình tới cầu Tân Hội là mệt quá rồi. Cầu Tân Hội là giáp ranh giữa phường Tân Hiệp cho phường Tân Hiệp. Rồi từ cà ta hội về cà phê Văn Hữu rồi chắc cũng trên dưới 3 cây. 5 cây. Đâu, từ cà ta hội 5 cây. Rồi, để coi mấy cây nha. Rồi. Để coi mấy cây nha. Cà ta hội á. Đâu 5 cây dưới rồi, 3 cây là dữ lắm. Ok, để coi mấy cây. Để dài coi tìm đi gõ còn thứ không? Làm tô mì coi. Đây ha. Nè, mày gõ nè. Không, xuống dưới rồi, xuống dưới. Ba. Không phải gì đâu mày gõ. Không phải, bên tay phải có tay mì gõ luôn, từ từ nha. Đây vừa qua là hỏi là này đây tay 36 hướng về phường Tây Niệm nha. Đúng rồi. Bây giờ 3 tiếng con chờ mà còn có 2 tô rồi. Ăn đỡ về ngủ nhưng đây gia đình. Đây. Là hộp vịt lộn, hủ tiếu, mì, nuôi, bánh canh. Nó nằm ngay cái đường đi 03 để tốn. Đây. Nói chung là hai người em mình đang rửa chén chuẩn bị ngủ là ngày mai tiếp tục công việc nha. Đó. Đây nè. Đây vợ của em mình đang rửa chén nha. Đó. Còn 2 tô cuối cùng nha. Tốn. Đây.
còn hồ chiên lồn đó nhở, ta ăn hồ chiên lồn không? Không, để coi nó chịu ăn không chứ tụi anh này làm tô mì được rồi. Mì hả? Mì hay hủ tiếu? Ủa còn hai tô tiếp không? Hai tô thiệt mà. Em cứ nấu nấu đi. Anh thì anh ăn mì thì em nấu mì. Anh thì không ăn hủ tiếu được. À thì em nấu mì. Ờ. Em làm một tô hủ tiếu thôi. Rồi rồi một tô hủ tiếu tô mì đi. Nó thiệt chứ hồi đó giờ anh không ăn hủ tiếu được. Dạ, dạ, rồi rồi rồi. Ngồi vô đi con, ngồi vô đi. Đây nè. Trong em mình hồi trước này nó bán ở trong cầu Tân Hội phải không? Dạ. Hồi trước em bán đâu trong cầu Tân Hội hay đâu? Không. Em bán đầu tiên. Là ở đây được mấy tháng rồi? 2 tháng rồi. Đó. Anh chú bán được 2 tháng rồi, cút lại ngồi cho bác khách đi. Chứ giờ chú tụi làm gì? Không, lại ngồi ghế đi. Đây nè, khỏi lấy nữa đi. Con lấy chi, con lấy chi. Mẹ đâu, mẹ nhà. Mẹ nhà, mẹ ngủ rồi. Mẹ giờ này chưa ngủ anh. Tụi anh mới đi thành phố vậy. Rồi, trong 3 ghế, 1, 2, 3, mẹ ở nhà rồi mà. Bà Khánh, để cho tụi nói mà. À, tụi nói đi. À, tụi nói đi. Chứ mẹ ngồi đây hả? Rồi. Ba ngồi đâu? Ba ngồi đâu? Ba ngồi đâu? Rồi, cho mẹ ngồi. Rồi, con lấy ghế cho mẹ ngồi đi. Ba ngồi trước. Ừ. Mẹ. Mẹ ngồi xuống đi. Ai ngồi? Mẹ. Mẹ đâu? Mẹ. Mẹ đâu? Nho không? Nho sao? Hên lắm. Giờ đây còn hai tô cuối cùng luôn hả Tuấn? Nãy ai nặng cái này cho bác. Nó gấp đi nè. Nè, ăn đi. Ê! Ăn đi. Dễ vậy. Người ta không muốn mà. Yeah. Bác Khánh kỳ quá. Chứ ai này cho bác vậy? Đứa nào bỏ? À. Tụi nó bỏ mà tụi nó không ăn. Người ta tụi nó ăn mì rồi, bác Khánh kỳ quá nha. Ngon quá. Chua. Nghe chưa? Chua. Chua. Nè, tụi nó ăn mì cho ba coi. Ngay. Tụi nó ăn mì cho ba coi. Ngọt cái nào, cái chua. Nè, ăn mì ngon không? Cái gì không biết. Bia đây, bán bia không chị? Dạ. Bán bia. Bia không có đâu à? Có một đầu cho em.